ban nhạc của hạm đội 7 hát bài Nối vòng tay lớn tại Đà Nẵng. Bạn đã từng nghe bài phát biểu của ông Tập Cận Bình tại Quốc hội Việt Nam. Ông ta nói rất nhiều về truyền thống giữa hai đảng, ông ôn lại kỷ niệm về tình hữu nghị Việt Trung, nhắc nhở lại câu nói của ông SCM, cố chủ tịch nước VNDCCS. Ông ta nhắc giới thượng tầng chính trị Việt Nam về tứ tương, sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan. Nhưng oái oăm thay đó là mệnh đề mà rất nhiều người Việt Nam dứt khoát muốn rũ bỏ, tất nhiên DCSVN buộc phải chấp nhận. Chúng ta sẽ hỏi nhau rằng, tại sao tôi phải đồng chí với ông Trung Quốc Cộng sản? Tại sao số mệnh của chúng tôi phải gắn kết với ông? Ông có gì ngoài một thể chế lầy lội nhất ở Á Châu lúc này? Ông có gì ngoài việc cướp đảo và chấn lột ngư dân nước tôi? Người Việt dù không dám nói hết, nhưng nuôi khát khao hướng tới chân trời mới. Người Mỹ biết điều này, không cần đao to búa lớn họ mang đến VN những thứ mà người Việt đang khao khát. Bài phát biểu của cựu Tổng thống Barack Obama tại Việt Nam nhắm thẳng tới văn hóa. Ông ta nói những điều rất bình dị, rất dân dã kiểu Việt Nam. Đó là bún chả và bia Hà Nội. Ông đọc bài thơ thần, chiến thơ bên các dòng bạch đằng giang như nguyệt từ hơn ngàn năm trước. Ông ta kết thúc bài phát biểu của mình bằng việc nảy kiều rằng trăm năm nữa từ đây, của tin gọi một chút này làm ghi. Trước đó, trong phòng bầu dục, phó của ông ta là ngài Joe Biden đã diễn tả những lời vương tơ lòng không thể tuyệt luôn hơn được, rằng trời còn để có hôm nay trên tan xương đầu ngõ vén mây giữa trời. Người Việt có thể nói đã chết đứ đừ, cảm giác lâng lâng vì những lời thơ như vậy. Người Việt tận hưởng cảm xúc được một siêu cường bày tỏ sự thấu hiểu và tôn trọng. Tương tự ông Obama, tổng thống đương nhiệm của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, nhắc nhở về trưng triệu và lợi ích quốc gia. Tất nhiên chúng ta cũng phải nói về lần nảy kiều của ngài Bill Clinton từ mấy chục năm về trước, và giờ SKMS Hoa Kỳ vào cửa biển Đà Nẵng. Nữ thủy thủ của đoàn hát Nối vòng tay lớn, cô này hát một cách mê say, và chính lời bài ca đã truyền đến người Việt Nam thông điệp anh em ta về kết nguyện một vòng tử sinh. Hỏi còn gì đáng khao khát hơn? Ông Tập đòi hỏi giới thượng tầng chính trị tại VN phải nhớ về truyền thống, phải hiểu chữ hòa của người Trung Quốc, trăm năm ô nhục của họ. Đòi VN phải gắn kết bởi tư tương, bằng quyền uy của mình, ông ta có thể gây sức ép lên thượng tầng này, nhưng vĩnh viễn không chinh phục được tấm lòng người Việt, người Mỹ. Cứ dần dần, họ chinh phục Việt Nam, dần dần hóa xóa đi nghi ngại về một lần nữa người Việt có nguy cơ bị bán đứng hay những cuộc mặc cả của cường quốc trên chính xương máu Việt Nam. Họ chinh phục tấm lòng của người Việt Nam, và họ đang rất thành công. Một siêu cường duy nhất của thế giới, không chỉ mạnh bởi hàng không mẫu hạm, chiến cơ, bom đạn, mà còn mạnh bởi văn hóa giá trị và đẳng cấp văn hóa. Ngoại giao như vậy, chỉ có thể là Hoa Kỳ, chỉ có thể là đẳng cấp ngoại giao của siêu cường số 1 TG đương đại.